đợt dịch thứ 5 với 425 ca mắc cúm AH7N9 tại Trung Quốc và đang có những diễn biến phức tạp với số ca tử vong tăng nhanh. Trước tình hình trên, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã có cuộc họp trực tuyến với Văn phòng Đáp ứng Dịch Khẩn cấp và đại diện các bộ, ngành, các viện để có biện pháp phòng chống dịch xâm nhập vào Việt Nam. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đây là đợt dịch thứ 5 với 425 ca mắc cúm AH7N9 tính từ tháng 10 năm 2016 tại Trung Quốc. Diễn biến dịch cúm AH7N9 đang diễn ra phức tạp với tốc độ gia tăng nhanh chóng và tỷ lệ tử vong cao tới gần 50% số ca mắc. Virus cúm AH7N9 có nguồn gốc từ gia cầm, gây nhiễm trên gia cầm nhưng gia cầm lại không có biểu hiện triệu chứng. Chính vì vậy, việc phát hiện cúm AH7N9 trên gia cầm rất khó khăn. Trong khi đó, người bị nhiễm virus này lại có biến chứng nặng nhanh chóng, gây tỷ lệ tử vong cao. Vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo cần có sự giám sát mạnh mẽ tại cộng đồng. Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời gian gần đây đã phát hiện hai ổ dịch cúm AH5N1 tại tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Nghệ An. Một ổ dịch vừa được phát hiện tại tỉnh Nam Định trong ngày hôm nay, 20 tháng 2, và trên 4.600 con gia cầm đã được tiêu hủy. Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, trước tình hình trên, Việt Nam cần nâng cao công tác phòng chống dịch xâm nhập qua con đường biên giới vì dịch tại Trung Quốc đang áp sát các tỉnh biên giới của nước ta. Thì đề nghị là đối với các cơ quan đặc biệt kể cả nông nghiệp cũng như là bên y tế là tăng cường cái việc giám sát, mở rộng cái diện giám sát. Chúng ta đã có cái hướng dẫn về mặt giám sát rồi, nhưng mà chúng ta mở rộng hơn cái giám sát. Giám sát tại các bệnh viện, tại các cơ sở dựa trên cái mà Sari chúng ta làm tới 12 điểm giám sát cúm quốc gia. Nhưng mà nếu có yếu tố nguy cơ là có yếu tố tiếp xúc với gia cầm ốm chết thì chúng ta lập tức lấy mẫu. Trước đó, ngành y tế đã chủ động giám sát và sàng lọc các tiếp cúm trên 3.540 trường hợp nghi ngờ mắc và kết quả đều âm tính với cúm AH7N9, cúm AH5N1. Hoạt động này sẽ được tiếp tục thực hiện chặt chẽ tại các cửa khẩu, cơ sở y tế và tại cộng đồng. 26 của nhà xe Tuấn Anh do tài xế Nguyễn Ngọc Linh, 46 tuổi, điều khiển theo tuyến cố định từ thành phố Đà Lạt, Kon Tum và chiều ngược lại. Khi tới gần đỉnh đèo Phú Sơn, huyện Lâm Hà thì bỗng bị chết máy. Tài xế dừng xe để sửa chữa thì phát hiện ở phần sau xe có lửa cháy.